Câu lạc bộ Marseille vừa cho biết có 3 trường hợp bị nghi nhiễm COVID-19 tại câu lạc bộ này trước khi Ligue 1 khởi tranh vào ngày 22/8. Mùa giải năm 2019 đến năm 2020 Ligue 1 bị hủy sau vòng đấu 28 để bảo đảm an toàn cho cộng đồng và thành viên các đội bóng. Chính vì thế, Ligue 1 2020-2021 sớm khai màn khi tình hình dịch bệnh tại nước Pháp tạm lắng xuống. Tuy nhiên, trước ngày giải bóng đá hàng đầu nước Pháp khởi tranh, lại có tin gây lo ngại khi 3 thành viên của câu lạc bộ Marseille bị nghi nhiễm COVID-19. Cả 3 trường hợp này không phải là cầu thủ nhưng cũng là nhân viên của Marseille và tiếp xúc với nhiều người trong câu lạc bộ. Nếu xét nghiệm lần 2 dương tính thì Marseille có 4 trường hợp nhiễm COVID-19 chỉ trong 4 ngày qua. Vì lo ngại dịch bệnh nên Marseille đã quyết định hủy trận giao hữu với Stuttgart của Đức. Theo quy định về phòng chống dịch tại Ligue 1, nếu có 4 trường hợp mắc COVID-19 có nghĩa là trận mở màn của Marseille trước ST Etienne vào ngày 24/8 sẽ bị hoãn lại. Có ít nhất 37 cầu thủ Ligue 1 từ 11 câu lạc bộ đã có kết quả xét nghiệm dương tính với COVID-19 trong những tuần gần đây. Phần lớn trong số họ đã nhiễm virus sau khi trở lại tập luyện vào tháng 6, dẫn đến việc bị cách ly và hàng loạt các trận đấu trước mùa giải bị hủy bỏ. Các câu lạc bộ như Bordeaux, Dijon, Lens, Monaco và Nîmes chỉ có 1 trường hợp dương tính COVID-19, nên quá trình chuẩn bị cho mùa giải mới của họ không bị gián đoạn. Còn các câu lạc bộ như Lille, 4 ca dương tính, Saint-Étienne, 5 ca, Montpellier, 6 ca, Nantes, 7 ca và Strasbourg, 9 ca đều bị ảnh hưởng trong quá trình chuẩn bị mùa giải mới.